Thưa vị, thì Đạt xin được phân tích một chút. Thì là khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này ấy, thì Đạt sẽ đánh giá một cách khách quan nhá, là nó hoàn toàn tự nhiên quý vị ạ. Có nghĩa là hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải là do bàn tay con người tạo ra đâu. Đấy, từ những cái chi tiết để tạo ra cái hình mắt và mũi và râu nhá, hoàn toàn là tự nhiên quý vị ạ. Hôm nay là cắt các thể... cái râu ria đi rồi, chứ bữa trước đấy là các cái râu nó là xõa xuống như cái kiểu tóc vâng. Trắng kéo xuống. Không, nhưng khi mà nhìn vào trong cái màn hình điện thoại này, khi mà quay vào rồi ấy thì mặt sẽ giống hơn nhiều và tối. Đó. Và đây như quý vị có thể nhìn thấy ở cái vị trí ở miệng mà có cái chùm râu ở trên ấy. Đúng rồi. Thì nhìn ở ngoài là không thấy được. Nhưng mà Đạt khẳng định rằng đây là hoàn toàn là thực tế quý vị ạ. Con xin nghe mẹ rồi, chân thành từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhân loài, cho nước Việt xin tươi, đức tin sáng ngời. Tuyệt vời, một ca khúc rất hay, em cảm ơn anh rất nhiều. Tàn chưa tái được, mới cảm ơn anh. Cho hỏi là lúc mà anh đang hát ấy, thì anh xòe quạt ra, anh quạt này thì có phải là đấy là một phần ở trong cái phong cách biểu diễn của mình không? Không phải, nó tại vì em nóng. Em quạt cho nó mát. Nhưng mà em thấy là cách anh quạt như vậy là cũng khá là tô điểm thêm vào cái bài hát của anh đó. Rất là ngọt. Cây thật đi là sai để mở quay. Ngày xưa răng của Loan trắng mà vì là ăn cà phê là nhiều quá, giờ răng vàng đấy quý vị ạ. À thế á? Đúng rồi. Ăn nhiều cà phê là răng vàng. Đạt phát biểu cảm tưởng xem ăn nó có vị gì. Ăn cái này thì nó ngọt ngọt ở cái phần hạt đấy. Còn cái phần vỏ nó hơi chát chát. Không, đây là nó ngọt từ phần vỏ chứ. Ngọt phần vỏ. Rất là thú vị quý vị ạ. Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đấy rồi. Vâng thưa quý vị, thì như vậy là đã 3 ngày vợ chồng Đạt ở tại Pleiku. Thì hiện tại bây giờ là vợ chồng Đạt đang có mặt tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai. Vừa qua ấy, thì là trên mạng xã hội đã có xuất hiện là một cái câu chuyện là có một cái cây có hiển thị mặt của Chúa Giêsu ở trên đó. Ở trên địa bàn của xã Nghĩa Hưng thì là đúng ở trong cái chợ này, thì Đạt cũng cảm thấy là rất là tò mò về cái câu chuyện đấy. Và Đạt cũng muốn đến tận nơi để mục sở thị xem cái cây đó thực hư như thế nào. Liệu rằng có phải là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đấy hay không, hay là một thế lực tâm linh nào đó. Thì rất may mắn là ở đây là cô Điệp là rất là thuộc địa hình ở đây. Và nhà cũng cách đây khoảng hơn chục cây thôi. Nên là cô có dẫn Đạt đến đây. Thì cô có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả. Xin chào tất cả mọi người ở kênh theo dõi kênh của Đạt đến rồi. Thì hôm nay là cũng nhân dịp mà Đạt và Duyên đi công tác ở trong tỉnh Gia Lai, ngày nay là ngày thứ 3, thì cũng tò mò đến cái cây gọi là có hình mặt của Đức Chúa Giêsu, thì cũng ở gần chỗ nhà bà Điệp. Thì hôm nay đấy là bà Điệp dẫn mẹ, vợ chồng nhà Đạt với mẹ con nhà Loan là đi xuống đi xem thực hư xem thứ nào. Vâng. Thì bây giờ là đã đến cổng chợ Nghĩa Hưng rồi. Thì bây giờ tất cả mọi người vào xem cái vị trí gốc của cái cây nằm ở trong khu cổng chợ. Và sau đó là cái cây đấy đã được di dời về cái nhà thờ Xê Đăng. Thì bây giờ là xin mời tất cả mọi người theo dõi chân của Đạt đến rồi để vào khám phá lại cái khu vực gốc cây đó. Vâng, thưa quý vị, thì khi mà ở trên TikTok đăng tải thì là Đạt thấy là cũng rất là tò mò, mà cũng không nghĩ được rằng là người ta đã chuyển cái cây đi rồi. Thì khi mà đến đây thì thấy là họ đã chuyển hết cây đi rồi quý vị ạ. Cái câu chuyện này thì cô có được nghe qua không? Hay là khi mà biết đến thì cô còn đến tận nơi cô xem không? Cô cũng biết đến và cô cũng tới, nhưng mà khi cô tới thì người ta cũng chuyển đi rồi. Vâng. Thế rồi khi đó thì cô lại quay về thì cô cũng không biết chuyển đi đâu. Nhưng đến khi về đến nhà thì người ta lại nói là chuyển đi vào nhà thờ. Thì cô lại xem được cái kênh là của nhân gà Vnốc đấy đến quay. Thì là cô có được xem từ khi mà nhân gà quay từ cổng mà đi vào trong đi hết cái nhà thờ đấy, là cô có được xem cái kênh của nhân gà. Như vậy là nhân gà là cũng đã đến đây và quay rồi đúng không ạ? Đến quay. Vâng. Đến sau một cái ngày hôm đó thôi. Là vâng. Một cái ngày hôm đầu tiên đấy là người dân xôn xao lên, thì đến đêm ngày hôm đấy là chuyển cây đấy đi. Thì đến ngày hôm sau là nhân gà tới. Vâng. Đến thì chuyển xong qua đêm rồi. Vâng. Thế thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào trong chợ để xem cái vị trí của cái gốc cây, và sau đó là sẽ di chuyển đến cái cây đó để mà xem trực tiếp, xem là nhìn có giống như ở trong những gì mà trên mạng xã hội đăng tải không quý vị nhé.
Đi, em gửi lời chào tới quý vị khán giả đi này. Con xin chào quý vị khán giả trên kênh Đạt Được Rồi ạ. Thì hôm nay thì cũng vừa trùng hợp là vừa có xem được thông tin ở trên TikTok nói là mọi người đăng rất là nhiều, có nói về vấn đề là ở chữ bản là có một cái cây và khi mà dân ở đó là có cưa ấy, cưa thì là hiện một hình ảnh của Chúa Giêsu ở trên đó. Con đã xem được TikTok rất là nhiều và cũng rất là tò mò và trùng hợp hôm nay thì hai vợ chồng con lại có gần ở đây, thế là có nhờ cô là dẫn qua để xem thực tế nó như thế nào, có thật sự là mọi người đăng lên TikTok là nó có giống thật như vậy không. Vâng, thế quý vị hãy cùng đi vào để khám phá nhé quý vị nhé. Đây, có may quá thì có cô giáo Loan đây, cô giáo dạy lái xe hôm nay là đến đón đưa đi quý vị ạ. À, chúng ta tay nào. Nắng không mưa cả nhà. Hôm nay thời tiết rất là đẹp. Hôm qua thì tối qua này mưa thì Gia Lai đón vợ chồng Đạt Duyên bằng một cơn mưa rào. Còn sáng nay thì lại chào đón bằng một ngày nắng chang. Vâng thưa quý vị thì sáng thì là được cô giáo Loan và cô Điệp đã đưa đi ăn món gọi là phở hai tô quý vị ạ. Thật sự là một cái trải nghiệm rất là thú vị, một cái món rất là ngon. Phở hai tô là nổi tiếng ở Pleiku đấy. À, đây có hình như là đây là cái vị trí của gốc cây đấy. Và có chào chú ạ. Chú ơi cho con hỏi chút. Con cũng có xem ở trên mạng ấy là ở đây là có xuất hiện cái cây mà có hình mặt Chúa ấy. Thì là hiện tại bây giờ là cái cây đấy nó được chuyển đi đâu rồi ạ? Rồi nó chỉ vô trong nhân lỗ này em. À thế ạ. Thì theo như chú là người thường xuyên ở đây đúng không ạ? Thì chú là người chứng kiến tận mắt thì chú nhìn thấy là cái những hình ảnh đó có thực sự là nhìn nó có giống không? Ồ nó 100% luôn nha em. 100% luôn ạ? Bây giờ tụi em vô đó mới chứng kiến được. Vâng ạ. Bắc. Vâng. Thì khi đó thì cháu thấy là người dân xung quanh đây là đến để mà dâng hoa rất là nhiều đúng không ạ? Đông lắm. Vâng. Các nơi chứ không phải người dân xung quanh đây đâu. Vâng. Thì cháu cũng đang thắc mắc một cái câu hỏi là liệu rằng có phải là khi mà cái cây ở trên đó người ta vắt cái tải hay là vắt cái gì lên đó mà kiểu là nó che vết nắng ấy. Sau đó là nắng nó chiếu lâu ngày thì khi mà bỏ cái tải đấy ra thì nó hiện lên hình đấy không hay là nó cái, hoàn toàn thì khoảng đó thì lúc trước nó có hay không mình cũng không hiểu được chứ. Vâng. Mà khi mà chặt cái tàn ra người ta ở trong chợ nhìn ra thấy. Vâng. Đột xuất thấy rồi bắt đầu người ta phải phát hiện lên, người ta lên mạng như thôi. À vâng. Thế là cái cây đấy là nó xuất hiện lâu rồi, cách đây khoảng mười mấy năm trồng trong chợ trồng á. Vâng. Thì đến khi mà chặt phá đi thì mới phát hiện ra là có cái hình đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thì ở trên cây đấy là xuất hiện là mấy hình rồi hả chú? Tại vì con nói xem chung nó nhiều hình lắm. Nhiều bây hình. Giờ chỉ cái hình chú nó là đặc biệt nhất là hình Chúa rõ nhất. Vâng. Còn mấy cái hình kia trong cái thời tiết mà ngày ban đêm rồi ban ngày nó khác, là ban đêm nó nổ nó nhiều lúc mà 1-2 giờ 11-12 giờ đêm á. Vâng. Nó nổ lên cái Đức Mẹ cũng có này, đội hình lum tầng lá. Wow. Và nhiều lúc mà mình nhìn cái tầm mắt thường mình càng lại gần thì càng không thấy rõ luôn. À càng lại gần thì càng không thấy rõ. Xe 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 ra một khúc á. À. Thì mình trong 100% mình chụp cái hình mình lấy điện thoại mình quay vô thì rất là rõ luôn. Vâng. Tại vì là con cũng mới chỉ xem ở trên mạng thôi thì con nhìn thì bây giờ tụi em nếu mà không tai nghe mắt thấy á. Vâng. Mình vô trực tiếp luôn. Đúng rồi. Mình vào trực tiếp xem những cái hình tượng nó thế nào. Vâng. Mà không có dấu hiệu gì mà đỡ mà chạm khắc này, điêu đúng khắc rồi. Gì đó. Tự nhiên lắm, mình lại càng gần khoảng cách 1 mét ấy, thì không thấy một cái hình gì, một cái thân cây thôi. À, đấy, một đấy. Thân cây nó ra bắt đầu chụp hình vô cái ánh sáng độ thu hút vô gần như con nào nó phát hiện nổi luôn. À. Từ mũi đến râu đến mắt đến miệng không thiếu một cái gì. Vâng. Cái mũi rất là đẹp luôn, y đúng như rồi. Là hình Chúa nha nó. Vâng. Hình như tất cả mọi người bên đảo á thì nó cũng tự hình dung ra rồi, 100%. À, tụ rất nhiều người lắm, hàng mấy trăm khách, mấy ngàn khách tới đây mà. Wow. Nhà nước nó thấy bây giờ trong chợ. Vâng. Nó dân nó tập trung đông kiểm soát không nổi nên là chuyển vô trong đây này. À. Thế thì chú có phải là người bên đạo không ạ? Không, mình là bên lương. À, chú bên lương mà vẫn tín ngưỡng. Vâng. Tại sao mà một cái hình thù nó nổ lên một cái hình Đức Chúa Giêsu mình rất ngạc nhiên chứ bộ. Vâng. Bây giờ tại sao?
mình là tai nghe mắt thấy tiếp luôn. Vâng ạ. Chứ không phải là mờ mờ ảo ảo thì mình không có thể là mình tin. Đúng rồi ạ. Đây là cái ngay chỗ này có khác nào đâu. Dạ. Đấy, nghe chú nói mà con cũng cảm thấy rất là tò mò. Muốn đến tận nơi để xem trực tiếp, nhưng mà bây giờ nếu mà vào đấy thì ban quản lý của, không của có gì nhà gì thờ hết. Là người ta là nó bữa nay bên cái nhà thờ nó cho thoải mái luôn. À. Muốn ra thì ra, muốn vô vô, muốn làm gì làm. Dạ vâng ạ. Là cũng có người đứng bảo vệ cái nhà thờ đấy mà. À. Có cái gì đâu. Vâng. Đấy, con cảm ơn chú rất nhiều nhé. Rồi, không có gì. Để xem mà mua cái gì để ủng hộ cho chú nhỉ. Chỉ có nước với lại bông vậy thôi chứ còn. Bán cho con ít măng cụt nè. Măng cụt. Đây, lửa đi. Lửa cái này mà mình lấy. À đây nha thưa quý vị, là Đạt xin chia sẻ một cái kinh nghiệm mà chọn măng cụt nhé. Đấy. Đây đây cô giáo Loan đây và hỏi xem nào. Xem nào có biết không? Nhá. Làm thế nào để biết được rằng là cái quả măng cụt này có bao nhiêu muối ở trong? À. Thật ra cái này do là thứ nhất là cái quả măng cụt đấy thì mình lại không sở thích thích ăn. À. Thế nên ra là mình khi mà đã không sở thích thích ăn thì mình thì không có kinh nghiệm để chọn. Không để ý đúng không? Nên là hôm nhân tiện là cái clip này thì nhờ Đạt hướng dẫn thử kinh nghiệm chọn măng cụt để sau này ví dụ trường hợp là mình có đi đâu mà mình vẫn có kinh nghiệm. Nhờ Đạt chia sẻ nào. Đây nha, chia sẻ cho cô giáo Loan nhá. Là ấy, quả ví dụ quả này có ngon hay không ấy là khi mình bóc ra thấy cái múi nó không còn lành lặn nữa là không ngon. Đúng đúng thôi. Đơn giản thôi. Thế còn cái múi ấy là bao nhiêu múi thì quý vị hãy đếm ở dưới cái đuôi này. 1 2 3 4 5 6 là 6 múi. Rồi thử nha, thử xem đúng hay không. Để chị đây này, đếm. 1 Ui giời ơi, thôi rồi. Chết rồi. Không, nhưng mà đúng 6 múi mà. Giờ 1, 2, 3, 4, 5. Đây, con này là đây, như thế này. Cái này 2, 4, 5 này. 5 là 5 múi. Nó ra nó áo á. Đứng. Ừ. Chú ơi, đây có cái kéo này. Trời ơi. Được. Quả này họ phải bửa ngang chứ ai bửa dọc. Ui, quả này hỏng. Ôi giời, quả này hỏng rồi. Chứng tỏ là không muốn cho mọi người biết rồi. Đừng nó ra áo, trời ơi, đừng có dí vào đấy. Ừ. Quả này hư rồi. Nói chung là Đạt là rất thích ăn măng cụt. Không, măng cụt nó nhanh bị, mùa này măng cụt hình như nó hay bị hư lắm. Mua 10 quả thì hư hết rồi. Quả này là 2 này, 4 này, 6 này. 6 rồi. Là 6 múi. Lấy con dao cắt ngang đi. Cắt thế nào? Xí nào. Đấy. Rồi, cậy ra. Hay ăn nhưng mà toàn có người bóc cho thôi. Số hưởng hưởng vậy á. Đây nha, đây. 6 múi. Có phải là 6 múi không? 1 2 3 4 chính xác là 6 múi luôn quý vị ạ. Đấy, bao nhiêu múi là cứ đếm bấy nhiêu, đếm cái đít cánh, này ở cánh hoa. Đếm đít là đoán ruột đúng, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Quả này xem đúng 5 múi không? Đấy, 5 múi này. 5 múi quý vị ơi nha. Rồi để đạp thử xem nào. Mời con này, con ăn măng cụt đi con. Con xin chú đi. Ừ đấy. Đạt ơi thử khuấy. Đấy. Ồ đấy mọi người ạ, đến chú bán nào không biết cái chuyện này. Bây giờ đấy. Đây nha, 2 4 5 nhá, 5 múi này. Đây lấy con dao khỏi kia đi. Chứng tỏ là những ai mà yêu thích trái cây nào thì sẽ tập trung vào cái chuyên môn trái cây đấy. Bởi vì ăn quả này nghi hỏng lắm. Ăn nhiều. Không, nhưng mà chú ơi, cái mùa này măng cụt nó hay bị hư thật chú nhỉ. Đúng rồi. Đa số như 10 quả thì hư mất 6. Đấy, quả này là 2 4 5 múi nhá. Này. Úi giời, quả này còn gọi là mốc ở trong luôn. Nhưng mà vẫn phải cố bóc ra để chứng minh là mình nói đúng. Đây, có phải là 5 múi không? Đây. 1 1 2 3 4 5. Đấy. 5 múi. 1 2 3 4 5 đây, 5 múi. 5 múi. Công nhận đúng rồi. Nó là như vậy đấy. Thế chú bây giờ mua thì sợ đã hỏng hết nhỉ? Ừ, sợ là hỏng hết. Thôi mua quả khác đi. Ồ, thế thì mua cái loại khác. Mua loại khác đi. Không, mua cái gì có cái không. Cái nhãn này, chùm nó cũng hỏng. Nhãn thấy. Hay mua quả bồng đi. Bồng á? Ừ được. Mua quả bồng đi. Mua quả bồng cho đi. Sạch. Xong là chú có con dao nhờ khoét ra. Chị nói quả bồng em đang nhìn mãi không thấy không gì đâu. Đây là quả bưởi. Đây là quả bưởi. Đây là quả bưởi. Quả bưởi còn gốc quê gọi quả bồng. Vâng ạ, chú vào luôn cho con. À thế, mình vào trong kia mà thăm cái cây đó thì chắc là phải mua một ít hoa nhỉ? Đúng rồi, mua một ít hoa. Dạ, hoa và nước đúng không ạ? À vâng. Thế thì con ăn chôm chôm à? Một bó hoa. Con ăn chôm chôm đúng không? Ừ, thế mua chôm chôm nhá. Ui, kệ nó, trẻ con nó thích thì... Chỉ sợ nó không thích ăn cái gì thôi ấy.
đấy, lựa quẹo quẹo lựa đấy. Dạ. Vâng. Thế đây chú bán cho tụi cháu một bó hoa. Dạ. Vâng ạ. À, coi như là mình xin chùa lấy nước về uống ạ. Còn hoa là mình dâng lên để lấy cái lòng tin vậy thôi. Vâng. Trẻ đời hỏi gì? Từ đây vào đấy là đẽ đường nào chú? Lên ngay chỗ này có nhà ba. Trên chỗ này khoảng mấy trăm mét thôi. Có bên này trái đúng rồi. Có chú ơi, giờ mình vào đấy thì là người ta có khóa cửa không hay là mình cứ đi vô thăm bình thường? Chú bảo đi thoải mái. Mình làng nói ngày nào mình cứ vô làng đó lắm rồi. Chú bán trái cây ở đây được bao nhiêu năm rồi chú? Mấy năm từ cây đây trồng này. Từ khi mà hay là chú lại trồng cây đấy? Không, ông quản lý chứ không trồng. Chú quê gốc ở đâu ạ? À? Gốc Bình Định. À, Bình Định chú ở huyện nào chú? An Nhơn. À, An Nhơn. Dạ. An Nhơn. Quê Bình Định ở đây mình rất nhiều. Mình sống ở đây mình từ đây cây nó đang trồng từ lúc nhỏ cơ, từ mới khoảng đây thôi nè. Dạ. Mà bữa nay mới phát hiện ra cái vụ đó. Vâng. Nhà chú ở gần đây không chú? Cái vừa rồi là phát hiện ra cây đó chắc là đông người đến lắm đúng không chú? Đông lắm, mấy nhà khách. Không tín ngưỡng này không lên. Vâng. Thực tế là con nghĩ là cũng rất là nhiều người bên đạo họ đến để họ dâng hoa đấy, không cần gì và cộng thêm cả những người mà hiếu kỳ nữa thì là cũng rất là đông người đến. Tại vì người ta nó không có trực tiếp á, người ta nghĩ là mờ ảo ảo, người ta phát ngôn lung tung. Vâng. Người ta không tin, người ta không đi thôi. Đúng rồi. Trường hợp mà người ta thấy trực tiếp á, mà truyền miệng nó thực sự hơn lên mạng. Vâng. Anh chạy qua rồi á, anh về anh thông báo người anh chưa chạy qua. Vâng. Có thể cộng đồng mạng thì nó cũng hơi láo chút chứ ha. Vâng. Nói chung mạng xã hội mà chứ. Mạng xã hội lúc nào cũng có hai mặt. Đúng rồi, nó có hai mặt đúng á. Vâng, thuận chiều và trái chiều. Bây giờ mình vô đó mình cho có sự thật hay không. Mình về mình còn nhiều người chưa đến nữa chứ. Vâng. Như mình ở Măng Đen đây, hồi bà xã mình bác cũng lên chứ, nó là một cái pho tượng cũng như đất mẹ này. Dạ. Trong cái tượng đá vậy thôi chứ nhiều lúc có dấu hiệu khắc đục trong đó mình có biết được đâu. Vâng. Chú ơi, chú cho con hỏi là ở cái hôm đó là cái cây đó là được mọi người cưa ra để phát hiện ra chú như nào ạ? Người ta cưa ra phát cho nó rong thoải mái á. Vâng. Bữa này ngon lắm. Ngon đấy. Con tưởng là cưa ra để chuyển đi đâu mà. Không. Mình cứ có một câu chuyện này nó cũng kỳ lạ nè. Vâng. Tại vì cái ông bên nhà chùa á. Vâng. Là cái hai cái đó là quyết định là cho ông nhà chùa rồi. Ông bứng gì ông làm cây cảnh thôi. À. Cũng không nghĩ gì tới cái vụ đó đâu. À. Mà ông thầy chùa ông đi công việc mình đi đâu mình không biết. Ông đi tuần sau ông mới về. Vâng. Không thì ông bứng rồi. À. Sau này sao mà tự nhiên nó xuất hiện mấy cái vụ đó đó. Vâng. Rồi ông thì ông bên nhà chùa ông không nhận nè. Vâng. Bên nhà thờ như vậy nhận. Mà ai mà dám nhận đấy. Đúng rồi. Như vậy là phải mình thứ nhất là mình nhận xong mình về mình còn phải thờ cúng cẩn thận nữa. Bởi đúng khác rồi. Đạo bên khác đạo nữa, thứ nhất là khác đạo, thứ hai nữa là khi mà nó đã xuất hiện như thế rồi thì là nó rất là linh thiêng. Đúng. Cho nên thì là không, ông nhà chùa lấy mất cái có đâu nữa làm cây cảnh á. Vâng. Vừa làm cho bóng mát á. Vâng. Bưởi này là gọi là bưởi gì đấy? Bưởi da xanh ngon lắm rồi, đặc biệt. Vâng. Luôn á, còn cái đây dở hơn này. Vâng, nhìn hấp dẫn đấy. Vô nó ăn cái nó đây. Cho nên là ở mặt quốc lộ này này. À dạ. Nhà chú đây. Thế này gần nhà anh Bình Nhôm Kính không chú? Bình Nhôm Kính ở trên này, mình ở phía dưới. Dạ. Đâu còn chôm chôm đâu? Không lấy à? Lấy gạo nó thích ăn chôm chôm. Mua gì à, em ơi? À Khang à? Không, hương bên đạo đâu có thắp hương. Không. Thắp hết. À có thăm ạ. Dạ. Hương này. Đúng á. Đây chú tính tiền cho con với. Nước lọc. Nước lọc. Ăn nhãn đó con, đây con. Cái bưởi là để chú bóc chục 35 là 95. Bỏ nhang 5.000 nữa là 100. 100 cái đây 40 là 104. Dạ, chú cái túi to. Túi to. Bỏ hột đi nhá. Thối lại cho. Dạ thôi con gửi chú luôn này. Ơi, có gì cảm ơn nha. Vâng.
Con cảm ơn chú nhé. Dạ, vâng. Đây bé ơi. Sầu riêng. Thằng này nó bỏ ở làng nó. À thế là cái cây đấy bây giờ là ở làng anh à anh? Dạ. Vâng. Thì từ hôm mà chuyển về đấy thì có đông người đến không ạ? Từ hôm chuyển về thì khách khách đi hành hương cũng nhiều nhưng mà có khi cả chục xe dừng nằm của các đủ loại xe, đủ loại dân, đủ loại vùng miền đi họ đi thăm, đi viếng nhưng mà họ cũng gọi là tin chứ không có gọi là tin cuộc, tín ngưỡng của họ mà. Vâng, chính xác. Thế thì sau khi cái sự việc đó xảy ra thì chính quyền địa phương có đến để xác minh không ạ? Có ạ. Thì chính quyền địa phương ra quyết định như thế nào? Kết luận như thế nào? Trước thì họ tính gửi cho chùa, cuối cùng là chùa không lấy được, cuối cùng là họ mới gọi chính quyền của xã, rồi của huyện, huyện không dám giải quyết thì gọi tỉnh. Tỉnh thấy thì cũng như gương mặt của Chúa Giêsu thì thôi thì tạo điều kiện cho làng, thì gửi về làng để mai về có khách họ qua lại, rồi dân trong làng họ còn buôn bán được lên được thì cũng tạo điều kiện cho làng. Thì tặng cho làng lũ luôn. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Bây giờ em chắc là qua cái cây đó để mình chứng kiến trực tiếp xem thực hư câu chuyện như thế nào. Vâng. Vô nó tặng mắt mà xem. Dạ vâng. Vâng ạ. Tối nay chú xem kênh đặt đến rồi là có cái hình ảnh ở đây. Dạ có ngay. Dạ. Dạ. Chú có lên YouTube lên mà chiều chiều á mới rõ. Dạ vâng. Chỉ là nó không đủ ánh sáng để lên. À. À. Lên tầm chập chập 4-5 giờ chiều. Vâng. Không, có thể là mình chỉnh cái camera ấy, cái ánh sáng nó thấp lại thì nó sẽ hiện ra rõ. Vâng ạ. Con cảm ơn chú nhá, em cảm ơn anh nhá. Thôi, ở nhà mình đi nhỉ, đi con. Đấy, con dâu tương lai bố Đạt đấy. Nha. Thấy không con? Con dâu bố nhá. Không. Luôn. Y hệt mẹ rất là chảnh nhá. Còn lâu. Đúng rồi, con phải tầm độ 20 năm nữa nha. Con dâu bố Đạt với mẹ Duyên nhá. Lại lỗi nghiệp. TikToker. Con cứ cầm cái hộp bánh này làm gì đây? Hộp bánh. Con không thấy có bánh đâu nên con lấy làm túi. Ừ. Đây là biển hồ chè à bà? Ừ, đây là khu vực chè nhưng mà nó chưa đến chưa khu chơi vui chơi. À. Chưa đến chỗ mình tham quan. À. Nhìn vườn chè ao la của Đam Ma này. Đẹp nhờ. Nó như kiểu là một thảo nguyên lý nó ra ngoài chỗ hàng thông trăm tuổi đấy. Ra đấy quay đẹp lắm. Hàng thông trăm tuổi. Ừ. Ôi hôm qua lúc đi cái gì Đức Cơ ấy, con đi trên đường con thấy bao nhiêu cái quạt điện to khổng lồ, không biết là nó làm cái quạt cho ai. À vâng, kính thưa quý vị, thì sau một hồi di chuyển thì cuối cùng chúng ta vẫn chưa đến cái cây đấy quý vị. Thì đi qua đây là thấy cái cây cà phê này nhiều quả mà sai quá, nhìn thích quá. Thế cho nên là review lại cho quý vị xem. Đấy, có nhiều khán giả là cũng chưa biết cây cà phê nó như thế nào. Đây. Quả cà phê, cái quả này không biết là có ăn được không nhỉ? Là... Quả đây ăn được đấy. À thế á? Ăn được, nó có vị ngọt. Đây là quả cà phê mà quý vị khán giả mà mỗi khi mà chúng ta uống ly cà phê ấy, là chúng ta uống từ quả này ra này quý vị ơi. À. À, đây có thể là mình có thể giới thiệu cho quý vị khán giả chúng ta biết. Đây là quả cà phê. Thế sau một cái thời gian được chế biến thì đầu tiên là người ta phải phơi khô cái quả cà phê này. Ừ. Tiếp theo là người ta bóc tách vỏ ra này. Lấy cái nhân bên trong này nhá. Ừ. Đây. Đây như quý vị chúng ta theo dõi này. Lấy cái đây, nhân bên trong này. Đây. Đấy. Cái nhân này thì sẽ được sơ chế phơi khô. Phơi xong nó rang. Phơi khô xong bắt đầu người ta đã được rang, rang hoặc là sấy. Sấy hoặc là rang máy cũng được. Sau đó là xay, xay là chúng ta có cái ly cà phê để cho mọi người uống như thế này. À. Đấy. Đây, cái quả này là ăn được nha quý vị. Đấy nhìn mình ăn này. Ngọt đúng không? Có vị ngọt đấy nhỉ. Mà nhìn thích nhỉ. Đây, con tùm sai chữ rồi quý vị ạ. Cây này chưa sai. Thế ạ.
ngày xưa răng của Loan trắng mà vì là ăn cà phê là nhiều quá, giờ răng vàng đấy quý vị ạ. À thế á? Đúng rồi. Ăn nhiều cà phê là răng vàng. Đạt phát biểu cảm tưởng xem ăn nó có vị gì. Ăn cái này thì nó còn ngọt ở cái phần hạt ấy. Còn cái phần vỏ nó hơi chát chát. Không, đây là nó ngọt từ phần vỏ chứ. Ờ. Ừ. Ngọt phần vỏ. Ừ. Rất là thú vị quý vị ạ. Cà phê này thì đa số như thu hoạch là vào cuối năm quý vị ạ. Từ tháng 10 dương đổ ra là bắt đầu là có cà phê chín rồi. Hay nhỉ, cái hạt thế này mà khi mà rang lên thơm phức. Rang lên thơm phức luôn. Nếu mà các bạn mà uống cà phê gọi là ép máy là cà phê nguyên chất Đạt ạ. Có nghĩa là nó từ cái này là nó ép ra luôn. Gọi là cà phê nguyên chất. Những ai mà uống chưa quen là có thể rất là say cà phê. Còn nếu như cà phê phin mà các quý vị mà uống có cái độ mà chua chua béo béo ngậy ngậy đó là cà phê trộn. Cà phê trộn, người ta có thể trộn nhiều loại cà phê với nhau. Hoặc đôi là khi trộn người ta bột ngô, bột tương, bột đậu đen người ta xay ra. Đúng rồi. Còn nếu mà đây là cà phê nguyên chất. Tí nữa sẽ có dịp sẽ mời Đạt một ly cà phê nguyên chất ở Gia Lai uống cho say luôn. Say đấy, say đấy quý ạ. Mà cái say cà phê này cảm giác rất khó chịu nhá. Duyên này đang tranh thủ check in chụp ảnh. Ôi, phải nói là quý vị ạ, vào cái vườn cà phê này đúng là cảm giác như mình nhỏ bé quá. Toàn cây khổng lồ ấy. Bởi vì ở ngoài Hà Nội cũng có cà phê nhưng mà cây cà phê nó bé xíu thế này này. Khi mà nó không to như này. Mà cây cao quá là mình chặt lên trên ngọn. Vâng. Thế xong mình rải bạt ở hai bên. Xong rung. Mình trèo lên xong mình tuốt xuống là cái bạt nó chống nó đầy cái bạt thì mình rúm mình đổ vào bao. Đây là cái phương thức hái quả. Có cây thì cây nào mà sai nhất ở trên cái vườn mà tốt đấy là nó nằm ở cỡ khoảng 70 cân đến 80 cân. Thế còn cái cây bình thường thì nó nằm ở cỡ khoảng 30 cân hoặc là như những cây này là xấu thì nó được khoảng 15 đến 20 cân. Thế còn thường ra đấy là cây đẹp của nó là trung bình là khoảng 25 đến 30 cân ấy. Ăn cái này nó có bị say không à Loan? Không say đâu. Người nào không uống được cà phê thì còn đây giới thiệu với quý vị đây là một vườn chè. Được nổi tiếng là chè biển hồ. Chè biển hồ. Cầm ngược coi. Đây. À con chào hai bà. Hai bà là đang chị bà đang đi thu hoạch chè mà hay là đi chăm đang làm cỏ? À đang làm cỏ chè ạ. Cái vườn chè của nhà bà. Không, cái vườn chè của công ty mình đang khoán. Thế là mình là công nhân của bên nhà máy chè phải không chị? Dạ. Thôi làm chè này cũng vất vả đấy. Làm chè này cũng vất vả đấy nhỉ. Chè này người ta thu hoạch như nào hả chị? Hái tốt cho tôi chị. Nhưng mà cứ một tháng là thu hoạch một lần à? Không, một tháng hái 3 hoặc 4 lần. À, một tháng là hái 3 lần. Tùy, 3 lần. Là mình cứ đi hái bằng thủ công, bằng tay. Dạ. Bà ấy, con đang đi tìm cái cây... cái cây mà có hình khuôn mặt của Chúa ấy. Cái thánh năm kia. Đi từ đây vô. Bà có phải là bên đạo không ạ? Không, cô Văn Phật. Nhưng mà bà có tin vào cái câu chuyện này không? Cũng không biết được nữa. Không biết, mình cũng nhà mình gọi là mình thấy nghe nói thấy chụp trên mạng thì cũng giống ấy, mình cũng không biết được là đúng hay sai. Còn như Đạt với lại vợ Đạt đây là ở Hà Nội. Nhiều khi chị đã xem cái YouTube Đạt đến rồi chưa? Chưa. Thế à? Đây là Đạt là chủ tịch hội đồng quản trị của bên thuốc Lam Dược Phúc Lâm Bảo Đường, chuyên điều trị và các bệnh về xương khớp. Đạt cũng là một trong những doanh nghiệp rất thành đạt và là một trong những nhà hảo tâm từng làm từ thiện rất là nhiều. Thì em cũng là chỉ là khán giả và fan của Đạt thôi. Nhưng mà đây là qua cái lần vợ chồng Đạt ghé vào Gia Lai công tác thì em cũng biết Đạt về nên là cũng đến đón và dẫn Đạt đi tham quan một số cái nơi tham quan ở Gia Lai mình. Dạ, vì ở đây thì mẹ em đây là trực tiếp là tháng 2 dương vừa rồi thì cũng bị khớp đau lắm thì cũng đến Phúc Lâm Bảo Đường của Đạt ở tại Ba Vì Hà Nội chữa. Thì đến nay thì cũng điều trị chân khỏe lại rất tốt. Thậm chí là bây giờ đi lại nhảy dây là bình thường, còn ngày trước là không đi được. Thế là nay biết vợ chồng Đạt vào đây công tác, thế là mẹ con em cũng đón vợ chồng Đạt đi dẫn đi tham quan một số cái địa điểm ở tại Gia Lai. Thế là cũng rất là ngại đến mất công mất việc của cả cô giáo Loan lẫn có sao đâu cả... mà bà hay thế cho con đi đôi dép này bà con đi vào đây qua đấy con làm sao con? Dạ tao có 10 phút 10 phút nữa là đến ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhé. Chắc là cả nhà em xin phép bà và chị nhé. Dạ. Giờ hai mẹ con về.
Vâng thưa quý vị, thì như vậy là Đạt đã đến nhà thờ E Lũ. Và từ đằng xa kia Đạt đã nhìn thấy cái cây đấy rồi. Và Đạt nhìn thấy cũng khá là giống đấy quý vị ạ. Đấy, đợi một lát thì Đạt sẽ quay cận để cho quý vị có thể xem. Bà có nhìn thấy giống không? Đã nhìn thấy mặt nó đấy, mà ui tòa tướng này, đấy. Mặt tòa tướng này này. Sữa giống mà. Giống nhỉ? Ồ. Ô nhưng bữa đâu? Nay cắt bớt em có thấy giống không? Em giống. Chưa. Em tưởng thấy chưa? Em đang thấy là còn cô giáo nhìn thấy gì chưa? Chưa, tớ chưa thấy gì, chắc phải đi lại gần hơn quý vị ạ. À thưa quý vị, là quý vị nào mà có nhu cầu mà học lái xe nhá, ở trong khu vực phía Nam ấy thì liên hệ với cô giáo Loan nhá. Đấy, số điện thoại thì Đạt sẽ để lên trên màn hình ấy. Đấy, quý vị đấy, ai mà có bằng rồi thì mình lại học tiếp. Đúng rồi, nâng cấp bằng. Mà ai chưa có bằng thì học bằng. Ừ. Đó. Không nói nhà thờ này rộng gì Đạt nhỉ? Quá rộng luôn. Quá rộng mà rất là không tiện sạch sẽ. À, ủa. Thưa quý vị, là khi mà đến nơi giống cực kỳ luôn quý vị ạ. ไงมือล้ำนี่บ้านทางซิงบ่รู้เอาได้ไงละถือตู้ยกของยกขึ้นยกดึกไม่เห็นได้แต่ละข้อตีมาลึนละถือถือน้ำเนาะไงบ้านเราทางมือเราต่อยละยกของยกขึ้นยกดึกไม่เห็นได้แต่พาตีมาลึนลึนก็กุ้งละลึนเราถือเศร้าเนาะพอไปบ้านเงินเราจึงกินร้อนจนมัดดึกไม่ลำเพ็ดละมาเจอร้อนใหญ่มั่วเนาะดึกไม่เห็นได้วุ้ยบ้านเจอเธอดูสาพันสกุลจินตาเนาะดูสากว่าเดินห่างห่างเงินน้ำเด็กกู chị xong thao trên bè tuổi hai em học của chị là phát sinh covid là chúng ta qua đời lúc đó hai người mới còn 10 tuổi, hai người ở nhiễm bệnh đó dịch cúm lót tê dịch covid nhà COVID. Không phải đâu, dịch cúm lót tại bệnh nhà lô là 1917 đứng mới hiện ra là sau lần luôn với bà chị thơ chân chín nhớ công nhân là mất 13 năm tìm hiểu tại đây là trong hơn 13 năm rồi cho cho nghĩ hơn đó người ta là gì ơi tại đây sang cho giá thơ đang lụi đây ngày 13 là có thằng thời trên lo vừa rồi đó, hôm nay là nghe nó từ lúc 2 giờ sáng đó. Lúc 2 giờ sáng ạ? Ừ. Là có nghĩa là tóm tắt lại câu chuyện là lúc 2 giờ sáng là hồi bữa là mọi người là có sang trong những hưng tụ tập nhiều cũng có người bên lương bên công việc cũng có người sang đây sang trong những hưng xin ơn cũng có người xin được mẹ chữa lành bên phần hồn bên phần xác có nghe câu hiểu câu không nhưng mà có người nói hỏi những thầy chú Giêsu tỏ mình ra trên cái đá cũng có người nói là thầy được mẹ bằng chú Giêsu hài đồng hồi nãy rất là nhiều người sang đây cũng có người khách không từ Đà Nẵng họ mang qua họ cho các anh các chị ở đây hồi nãy em hát thanh ca thế anh cho em hỏi chút là anh ở đâu đấy ạ em ở Làng Nhiên Làng Nhiên hả Làng Nhiên là sang cái hồng nhà em gần nhà thập Làng Nhiên à thế là nhà anh cũng ngay gần đây đi nhanh chắc là mất 10 phút 5 phút. À, thế là anh có là em thấy anh giống như một người hướng dẫn viên ở đây đúng không ạ? Không phải là em là người là em đứng công giáo. Hiện tại em tu tại gia. À người công giáo tu tại gia đúng không ạ? Ừ. Và vừa nãy là anh vừa cái kể câu chuyện gì mà em nghe nó rất là dài mà em cũng chưa hiểu rõ lắm. Hồi nãy em kể cho anh việc Đức mới hiện ra tại Lăng Fatima. À. Chú Giêsu tỏ mình ra trên cây đa. À. Cũng có người gọi cây này là cây si. Vâng. Cái cố thủ. Vâng. Ừ. Thế thì kính thưa quý vị thì như vậy là cái tóm tắt lại cái câu chuyện mà anh vừa kể ấy, là anh ý có chia sẻ là Đức Mẹ hiện ra tại thôn Làng Fatima. Đất nước Bồ Đào Nha. Đất nước Bồ Đào Nha. Sau lần 1957. Sau năm 1957. Với ba trẻ thơ. Với ba trẻ thơ. Lucia, Francisco Jacinta. Đó là tên của ba trẻ thơ đó. Ba trẻ thơ đó. Lucia là chị họ của hai. Có hai anh em là phân số cho chúng ta. Luôn xa chủ cửa về 2005. Năm đó nhà thờ Đức Bà Sài Gòn từng được bà Đức Mẹ Hòa Bình nhà thờ Đức Bà Sài Gòn Đức Mẹ khóc rơi lệ. Đức Mẹ khóc tông gì giáo phân Sài Gòn không có ai là có cho giáo dân biết không có ai là để cho gia đình biết giáo dân thấy tông Đức Mẹ là Hòa Bình Sài Gòn khóc ra nước mắt mọi người đó có lớn hạt gia đình thấy Đức Mẹ là đã khóc và nước mắt chảy thành hạt. Không phải đâu, mọi người sang nhà thờ Đức Bà cũng có người đó hành hương cũng có người họ tham quan. Sang nhà thờ Đức Bà là cũng có người hành hương họ. Hành hương. Anh đừng đang bao giờ hành hương. Em đi nhà
Nhất thật được 3 lần 10 lần rồi. Vâng ạ. Nhất thật được 3 ở Sài Gòn, nó xây hơn 100 năm rồi. Em xin lỗi anh ạ. Tại vì anh nói nhanh quá em cũng không hơi khó sao dịch anh, ạ. Vâng, em xin lỗi anh. Và em cảm ơn anh rất nhiều, một câu chuyện rất là thú vị. Và để cho em cũng như quý vị khán giả của em là hiểu rõ hơn được cái câu chuyện. Anh làm YouTuber hả? Dạ vâng ạ, em là YouTuber. Em thì có muốn làm YouTuber hát thanh ca hát nhạc sinh như còn được, em không có điều kiện làm đâu. À. Em mới hát lắm. Hôm qua em chụp cái loa. Anh có thể nào mà hát tặng cho quý vị khán giả của em một bài hát được không? Và để em nghe thử xem là liệu rằng anh có tiềm năng để mà phát triển thành một kênh YouTuber không? Em mới làm YouTube nhưng em không có điều kiện gì, em hát thanh ca lời mẹ nhắn nhủ nhé. À. Như à thánh ca lời mẹ nhắn nhủ. Vâng. Đấy, thưa quý vị là và đạt dịch hơi bị siêu đấy. Nó việc Đức Mẹ Hiền Hạt Long Fatima giám hát nha. Vâng. Và bây giờ mà vâng. À vâng, đấy, và sau đây anh sẽ đây, anh ngồi chỗ nào nó râm râm tí. À đây, anh lên đây anh ơi. Cảm ơn anh nhiều nha. Lên sân khấu đi anh. Đây, đây anh ngồi đây. Cảm ơn anh nhiều. Sau đây em sẽ hát tặng cho mọi người thanh ca lời mẹ nhắn nhủ. Mời mọi người lắng nghe nhé. Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu thân, hãy nâng lên hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi, chân thành từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ nói thương nhân loại, cho nước Việt xin tươi, đức tin sáng ngời, đôi môi như hoa cười. Mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người từ xa đua nhau bước tới, lòng chút khói ngầm ngùi, mắt cay đôi suối lệ đời. Ngóng trông về mẫu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con xin nghe mẹ rồi, chân thành từ nay thông hối. Mẹ Maria xin mẹ đoái thương nhân loại, cho nước Việt xin tươi, đức tin sáng ngời. Tuyệt vời, một ca khúc rất hay, em cảm ơn anh rất nhiều. Tạm cho tại Đức Mẹ, cảm ơn anh. À, cho hỏi là lúc mà anh đang hát ấy, thì anh xòe quạt ra, anh quạt này thì có phải là đấy là một phần ở trong cái phong cách biểu diễn của mình không? Không phải, nó tại vì em nóng. À, anh quạt cho nó mát. Nhưng mà em thấy là các anh quạt như vậy là cũng khá là tô điểm thêm của cái bài hát của anh đó. Không phải đâu, em hát bài này trước đây nhiều. Em nghe chị có sĩ Bảo Thi hát bài này hơn 15 triệu lượt xem luôn. À, dạ vâng ạ. Chị Bảo Thi hát vâng. hơn 15 triệu lượt xem. À. Chị hát thanh ca lời mẹ nhắn nhủ tại trẻ các An Tôn. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tại đây hơn 6 năm, 5 năm rồi. Vâng. 15 triệu lượt xem. 15 triệu lượt xem. Thế anh có thể là em thì là em là người ở nơi xa đến, thì anh có thể là anh ở đây thì anh biết ở trong này như thế nào, và đặc biệt là cái cây này chắc chắn là anh sẽ hiểu rất rõ. Anh có thể làm dẫn viên, hướng dẫn viên du lịch giúp cho em được không? Theo như em tìm hiểu thì em được ơn chú Sứ Sang, thì em sẽ ở trên kênh YouTube công việc của nó là Nam Chiếc Bánh này, Thanh Long Vlog này. Ơn có thành nhiệm có kể về cây này là người ta trồng ở Trần Nghĩa Hưng đến bây giờ là 10 Nhân Gà Vlog anh biết không? 13 năm là có. Em xem qua cái cây đa này. Trước đây là người ta trồng tại sân Trần Nghĩa Hưng hơn 13 năm rồi. Vâng. Theo như quan niệm bên người bên học kinh tầm điểm ở thời Satan, họ nói con số 13 là con số xui xẻo. Em không nghĩ vậy đó, đây là mê tín dị đoan đó. Vâng. Ok, đây chắc là quý vị cũng nóng lòng được ngắm cái cây này rồi đúng không ạ? Thì bây giờ là mời cameraman có thể là quay lại cái hình ảnh mà được cho là giống với Chúa Giêsu nhất. Đó. À. Vâng, thưa quý vị, là như vậy là Đạt biết được rằng là cameraman vẫn chưa biết là vị trí nào. Đây, đi sang bên này, tôi chỉ cho. Đây này. Mặt Chúa đây. Đây.
Đó, thưa quý vị ạ. Thấy không? Đây này. Đây này. Đây, đây. Đây, đây chính là khuôn mặt của Chúa đấy ạ. Đó. Chị có thấy không? Chị có thấy có, rõ ràng có. Bây giờ thấy, tới giờ thấy rồi. Nhưng mà phải nhìn xa cơ. Còn nhìn càng gần thì nó sẽ không hiện rõ. Ừ, đây. Ui, ở trong cam này nhìn rõ lắm chị ạ. Đúng rồi, nhìn càng vô cam thì nhìn lại càng rõ hơn bên ngoài. Vâng, kính thưa quý vị, thì Đạt xin được phân tích một chút. Thì là khi mà nhìn thấy cái hình ảnh này, Đạt sẽ đánh giá một cách khách quan nhé. Là nó hoàn toàn tự nhiên quý vị ạ. Có nghĩa là hoàn toàn là tự nhiên chứ không phải là do bàn tay con người tạo ra đâu. Đấy, từ những cái chi tiết để tạo ra cái hình mắt và mũi và râu nhá, hoàn toàn là tự nhiên quý vị ạ. Hôm nay là cắt các thể... cái râu ria đi rồi, chứ bữa trước đấy là các cái râu đó là xõa xuống như cái kiểu tóc vâng. Trắng kéo xuống. Không, nhưng khi mà nhìn vào trong cái màn hình điện thoại này, khi mà quay vào rồi ấy thì mặt sẽ giống hơn nhiều và tối. Đó. Ừ. Và đây như quý vị có thể nhìn thấy ở cái vị trí ở miệng mà có cái chùm râu ở trên ấy thì nhìn ở ngoài là không thấy được. Nhưng mà Đạt khẳng định rằng đây là hoàn toàn là thực tế quý vị ạ. Nói chung là Đạt sẽ đánh giá một cách khách quan nhất. Đó, quý vị có nhìn thấy giống không ạ? Giống Đạt thì Đạt cảm thấy là rất là giống rồi. Rất là giống. À, anh ơi, em cảm ơn những cái câu chuyện của anh. Em có một chút gọi là nước nôi tặng anh. Cảm ơn anh nhiều nha. Vâng. Em sẽ sử dụng tiền này. Lớp quá, hôm bữa có hai cô chú đó lứa xe em bốn tờ 50.000 tức 200k. Hai cô chú đó bảo em mua nước em mua cục sắc dịp học ở đây mà xanh bên chú bà. Vâng. Em trình giáo em mới nghe, em mới hát thanh ca, em hay luyện âm, luyện dòng, luyện thanh, rung dòng. Vâng. Em cũng hai tập hát, em cũng biết sáng tác bài hát nhưng mà em chưa đăng kênh. Có nghĩa là anh biết sáng tác ra bài hát ạ? Ừ. Thì anh có thể là chia sẻ một cái sáng tác nào mà anh cảm thấy nó tâm huyết nhất không ạ? Em yêu thích nhất là hát nhạc thanh ca, nhạc học sinh. Em hát nhạc thể loại nhạc pop. Nhạc pop à? Ừ. Pop mà kết hợp với cả thanh ca á? Em nói em hát thanh ca thể loại nhạc pop, nghe là buồn đó. À. Ừ. Ballad chứ? Thì em hát là một đoàn nha. Vâng. Và hát là em nghe ca sĩ Ngọc Mai hát thể loại anh tên là Ngọc Hoàng ạ? Em tên là Noom. Noom. Sinh 1993. Vâng. Em là người đồng bào Gia Rai. Vâng ạ. Giờ em sẽ hát tặng cho mọi người bài hát do em sáng tác nha. Vâng ạ. Vâng, tuyệt vời. Ave Maria. Maria. Mẹ chính là mẹ Chúa Kitô. Mẹ ơi, xin hãy cứu con và các gia đình. Đừng để ma quỷ điều khiển chim con. Mẹ ơi, về Maria, Maria, mẹ chính là nữ vương bình an. Mẹ ơi, xin hãy cứu con và các linh hồn. Đừng để Satan điều khiển chim con. Mẹ ơi. Quá tuyệt vời. Cảm ơn mọi người nhiều. Em rất là bất ngờ, em rất là bất ngờ khi mà anh vừa mới cất tiếng hát lên. Em cảm thấy là cái giai điệu nó rất là có một cái gì đó nó rất sâu sắc. Thật là nhạc pop. Ca từ. Không, pop thì nó lại không phải anh ạ. Đây là nó là thuộc dạng gọi là dân ca live với cả ballad rồi. Còn pop là nó phải nhảy này. Không phải đâu anh. Không, anh. Thanh ca có nghĩa có như thể loại thể loại sôi động. Thể loại là mình nghe nó. Để làm cho mình nói dễ. Vâng vâng. Rồi ok, cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Thì anh có thể giới thiệu qua là ở Gia Lai này thì là có những cái danh lam thắng cảnh nào mà đáng chú ý không khi mà đặt chân đến đây? Ở đây có rất nhiều phong cảnh đẹp. Nên các anh các chị muốn sẵn lòng em đi thăm đập Tam Điệp. Nhà nước xây dựng xong 1 tỷ đồng trời đẹp lắm. Rất nhiều người sẵn đợi làm kênh YouTube. Đập Tam Điệp là ở bên Trung Quốc chứ anh? Em quen đập Tân Sơn. Thế đấy, chứng tỏ là em Sơn. Tỉnh không phải là em quen à, đập Tam Điệp là đập lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc. Thôi. Đấy, đúng rồi. Đập Tân Sơn. Đi vâng. Qua làng em đó. Vâng. Đẹp lắm, rất nhiều người sang đó. Chủ nhật người ta kêu nhiều sang đó để chơi du lịch, cũng có người tắm đó. Mùa này nước này dâng.
Ở đây cho đây là em hay sang đó đi bắt cá. Cá nhiều lắm. Dạ. Đập Tân Sơn. À. Cần núi đi qua làng em đó. Nhà nước đầu tư hơn 60 tỷ đồng luôn. Ừ. Sẽ đập Tân Sơn. Thế thì hay là chúng ta hãy cùng theo chân anh ấy đi nhỉ? Đi qua đập Tân Sơn anh nhỉ? Ừ. Phong cảnh đó đẹp, em có sang đó hơn 1 năm nhà. Vườn nhà em cần đó đó. Ở đây là người ta trồng cà phê, trồng lúa nhiều lắm. Vâng. Phong cảnh đó đẹp lắm. Vâng. Hả? Đi nhanh chẳng mất 10 phút thôi. À 10 phút ạ? À? Ừ. À vâng, thưa quý vị thì khi mà tiếp xúc với anh đây là anh gì nhỉ? Nương. Khi mà tiếp xúc với anh Nương ấy thì là Đạt thấy là cái hiểu biết về địa phương của anh rất là tốt, và hai nữa là cái truyền đạt về cái thông tin cũng rất là đầy đủ. Chỉ có một cái điều ấy là anh nói chậm hơn một chút nữa. Em nói thì nhanh, mọi người địa phương khác đến sẽ dễ hiểu hơn. Đấy, anh cứ nói chậm thôi. Nói chậm giống như em rất đấy. Muốn nói chậm nhưng mà chủ dương là em chủ tạo em lưỡi của em ngắn, nói rất là khó. Em hay nói ngọng nói méo. À lưỡi ngắn rất khó nói. Ừ. Có nghĩa là mình một khi đã mở mồm là mình phiền. Em hay nhanh. Đúng. Thật ra em cũng hay nói chậm. Không đúng rồi. Quý vị ạ, không phải đâu, nghiêm túc nhá. Đôi khi là cái lưỡi người ta ngắn ấy, khi mà người ta mở miệng ra người ta nói ấy, là nó phải nói nhanh. Tóm lại là khó tả lắm. Cái này thì nó phải bên y khoa mới ấy được. Thế bây giờ là anh có thể là dẫn em đến đập gì nhỉ? Đập Tân Sơn. Đập Tân Sơn. Rồi ok. Giờ đi luôn nhé. Vâng ok, đi luôn. Cảm ơn cô, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Ok anh, cảm ơn anh. Vâng. Giờ mình đi luôn nhé. Vâng, đi luôn. Vâng. Cảm ơn ạ.